Bèn vơi đi kiếm ăn. Bèn vơi đông đúc, đi luôn đêm bên cạnh nhau để đề phòng những bất chắc có thể xảy ra, ngoài những loài vật săn mồi nguy hiểm từ sư tử, báo và những con siêu thú săn mồi khác. Vào thời điểm 14 giờ chiều, con voi mẹ hạ sinh một đứa một con voi con xinh xắn. Voi con sinh ra là còn thật yêu ớt và non nớt. Cả bầy sống lại vui vẻ với nhau. Voi con bắt đầu đi mạnh dần và bước đi chậm chững, và luôn đi bên mẹ để được bảo vệ. Đây cũng là thời điểm mà sự nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Con sư tử đã đến và xác định được con voi con mới sinh ra nữa. Chắc chắn nó sẽ chuẩn bị tấn công và săn voi. Thank you.
xong đám chó hoang đang vui vẻ cắn xé nhau rất đùa trên bờ sông. Bầy cá sấu dưới sông nằm mai phục. Yeah.